Nếu cuối cùng cũng có người phát minh ra phương pháp du hành thời gian và bạn có một chuyến du hành về quá khứ, bạn sẽ không thể nhận ra nhiều thứ bạn biết và yêu thích ngày nay. Tượng nữ thần tự do và kim tự tháp Ai Cập, một số thiết bị cơ bản như điều khiển từ xa và máy tính xách tay của bạn, và thậm chí cả bắp ngô bạn ăn trưa đều đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Khi các kim tự tháp ban đầu được xây dựng ở Ai Cập cổ đại, ở Giza và những nơi khác, chúng không hề có màu nâu cát, tất cả đều được lát đá vôi trắng. Nếu ngắm nhìn chúng dưới cái nắng nóng bỏng của châu Phi, bạn sẽ thấy chúng trơn mịn và sáng bóng đến mức bạn sẽ phải quay mặt đi. Các công nhân xây dựng đã sử dụng khoảng 6 triệu tấn đá vôi cho riêng kim tự tháp Giza vĩ đại. Đây là kim tự tháp lớn nhất mà bạn vẫn có thể thấy trong chuyến đi đến Ai Cập. Các quy định ở địa phương khá tiết kiệm và họ đã tái sử dụng một số đá ốp tường cho các dự án xây dựng khác. Một trận động đất lớn vào thế kỷ thứ 14 cũng đã làm lung lay một số tảng đá. Vì vậy, bạn sẽ không thấy nhiều đá vôi, nhưng một số vẫn còn ở đó, trên đỉnh kim tự tháp Khafre ở Giza. Có vẻ như nó có đỉnh thứ hai nằm trên đỉnh đầu tiên. Vào thời cổ đại, tất cả các kim tự tháp đều có phần đỉnh, được gọi là tháp chóp, được phủ hỗn hợp vàng và bạc. Hầu hết chúng đã bị thất lạc qua nhiều thế kỷ, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy một số tháp chóp ở các viện bảo tàng. Chúng thể hiện hình ảnh của các vị thần Ai Cập. Các kim tự tháp có lẽ được mô phỏng theo tảng hòn đá nhọn thiêng liêng Benben. Nó đại diện cho những tia sáng của mặt trời. Giờ đây, việc nâng những tảng đá nặng không còn đơn giản nếu không có công nghệ ngày nay. Tôi đoán bạn sẽ đồng ý với điều này nếu bạn đã từng giúp bạn bè chuyển nhà ít nhất một lần và họ nhờ bạn vác theo chiếc ghế dài. Nhưng những người Ai Cập thông minh ngày xưa đã nghĩ đến điều đó và chọn hình dạng kim tự tháp. Nó cho phép trọng lượng phân bổ đều khắp toàn bộ vật thể. Tượng nữ thần tự do cũng đã có sự thay đổi lớn kể từ khi nó được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1886. Dù bạn có tin hay không, nó từng có màu nâu sáng bóng, giống như một đồng xu. 20 năm sau, nó đổi thành màu xanh lục. Đó không phải là một tuyên bố thời trang, mà là một phản ứng hóa học. Bức tượng được bao phủ bởi hàng trăm tấn đồng mỏng. Khi đồng phản ứng với không khí, nó tự nhiên tạo thành một lớp bảo vệ, gọi là verdigris. Lớp này bảo vệ phần bên trong nó khỏi bị ăn mòn, và đó là lý do tại sao các bức tượng và những thứ khác làm bằng đồng, đồng thau có thể tồn tại lâu dài như vậy. Khi nữ thần tự do lần đầu tiên chuyển sang màu xanh lá cây, những người có thẩm quyền cho rằng việc sơn toàn bộ bức tượng là một ý tưởng hay. Việc này xảy ra trước khi xuất hiện mạng xã hội rất lâu, vì vậy bạn không thể để lại bình luận giận dữ bên dưới bài đăng mô tả ý tưởng này. Nhưng họ đã viết về nó trên các tờ báo địa phương và công chúng không thích ý tưởng đó. Sau đó, tờ Times đã phỏng vấn một nhà sản xuất đồng thau và ông này khẳng định họ không nên sơn lại vì loại bỏ lớp bảo vệ đồng nghĩa với việc phá hủy bức tượng. Trong nhiều năm qua, người ta đã nhiều lần đề nghị sơn vẽ nữ thần tự do nhưng chưa có ai thực hiện. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi không thể tưởng tượng nữ thần sẽ có màu sắc nào khác, vì vậy tôi đoán như vậy sẽ tốt hơn. Bạn có thích chuối nhiều như tôi không? Lần tới khi bạn thưởng thức trái chuối mềm, mọng nước, hãy nhớ rằng bạn phải cảm ơn việc lai tạo chọn lọc để có được kết cấu đó. Chuối rừng ban đầu có nhiều hạt to, cứng và cùi không ngon lắm. Và này, ai lại không thích dưa hấu có vị ngọt chứ? Nó có lịch sử hơn 5.000 năm. Dưa hấu từng có vị đắng, thịt màu trắng, vàng và rất khó tách. Việc nhân giống chọn lọc đã cứu vãn tình thế một lần nữa và dưa hấu ngày càng ngọt hơn. Các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến xa hơn và phát minh ra phiên bản dưa hấu không hạt. Tổ tiên của ngô là một loại cỏ ở Mexico có tên là Teoxinte. Hạt của loại cỏ này rất nhỏ và khó lấy. Những người nông dân sống cách đây hàng ngàn năm trước chỉ giữ lại hạt giống của những cây lớn hơn, ngon hơn hoặc có hạt dễ nghiền hơn. Cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi loại ngô ăn được và thậm chí còn rất ngon. Và hãy tưởng tượng những quả bơ dại nhỏ đến mức có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Hạt bên trong đó lớn đến mức bạn sẽ không tìm thấy nhiều phần thịt ăn được bên trong. Chúng cũng có lớp vỏ cứng hơn nhiều so với lớp vỏ mà chúng ta vẫn quen thuộc. Ngày nay có thể bạn sẽ không làm được nhiều việc nếu không có chiếc máy tính yêu quý của mình. Nhưng tôi không thể nói cho bạn biết chính xác ai là người cần cảm ơn vì phát minh này. ABC có từ năm 1942 là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu chiếc máy tính đầu tiên. Nó là viết tắt của máy tính Atanasoff Berry, được đặt theo tên của nhà phát minh ra nó tại Đại học bang Iowa. ABC nặng hơn 700 pound. Đúng thế, máy tính của bạn chắc nhẹ hơn thế nhiều. Cậu bé to lớn đó có khoảng 300 ống chân không và một cái chống quay, lớn hơn một hộp sơn một chút, có các tụ điện nhỏ trên đó. Tụ điện là một thiết bị có thể lưu trữ điện tích, giống như pin. ABC có thể giải quyết các vấn đề có tới 29 biến số khác nhau để giúp các nhà khoa học tiết kiệm thời gian.
Giống như các máy tính hiện đại, nó sử dụng các chữ số nhị phân, số 1 và số 0 để biểu thị tất cả các số và dữ liệu. Do đó có thể thực hiện các phép tính bằng điện tử. Và bây giờ, phần yêu thích của tôi, ABC hoàn thành một thao tác sau mỗi 15 giây. Để so sánh, bây giờ là hàng triệu thao tác mỗi giây. Không giống như công nghệ chúng ta sử dụng ngày nay, ABC không có chương trình lưu trữ có thể thay đổi được. Vì vậy, chương trình chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ duy nhất tại một thời điểm. Người điều hành phải viết ra câu trả lời trung gian, rồi quay lại câu trả lời đó vào máy tính. Điều này nghe như một lý do khác để chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong thế kỷ thứ 21. Chiếc điều khiển từ xa mà bạn sử dụng cho tất cả các loại thiết bị cũng đã đi được một chặng đường dài. Nikola Tesla, người tạo ra dòng điện xoay chiều cho chúng ta, đã thiết kế một trong những chiếc điều khiển từ xa không dây đầu tiên vào năm 1898. Ông đặt tên cho phát minh của mình là Teleautomaton và trình diễn nó trên một chiếc du thuyền nhỏ được điều khiển bằng sóng vô tuyến. Con thuyền có gắn một anten nhỏ bằng kim loại. Tesla gửi tín hiệu tới thuyền bằng cách sử dụng một hộp có cần gạt và phím điện báo. Đây là phiên bản điều khiển từ xa của ông. Những tín hiệu đó khiến các điểm tiếp xúc điện trên thuyền chuyển động và di chuyển bánh lái cũng như chân vịt. Và Tesla điều khiển con thuyền. Khái niệm về điều khiển từ xa nhanh chóng lan rộng sang các thiết bị khác. Chiếc điều khiển truyền hình từ xa đầu tiên ra đời vào năm 1950. Nó được thiết kế bởi tập đoàn phát thanh Zenit và được gọi là Lazy Bone, tạm dịch là gã lười. Đừng coi đó là chuyện cá nhân nhé. Lazy Bone có một sợi cáp khổng lồ được gắn vào TV và những người thử nó đều không yêu thích phát minh này vì họ hay vấp phải sợi dây đó. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó mà, các bạn yêu quý của tôi. Nếu bạn sống hoặc làm việc ở một trong những tầng trên cùng, chắc hẳn bạn phải yêu thích thứ này. Thang máy chở khách đầu tiên. Nó di chuyển với tốc độ 12 mét mỗi phút. Tôi biết đây không phải là tốc độ nhanh nhất so với kỷ lục ngày nay là 12 mét một giây. Nhưng này, nó được lắp đặt vào năm 1857 ở New York và là một điểm thu hút khách du lịch hơn là một thứ tiện ích thiết yếu. Thang máy có một động cơ hơi nước được giấu dưới tầng hầm của tòa nhà 5 tầng. 3 năm sau, họ cho thang dừng hoạt động vì công chúng không đánh giá cao nó. Otis Tuff đã nộp bằng sáng chế đầu tiên cho đường sắt thẳng đứng, cũng trong khoảng thời gian đó. Phát minh của ông bao gồm một chiếc ô tô thực tế, có một chiếc ghế dài bên trong để mọi người ngồi lên. Đối với tôi, có vẻ là một nơi tuyệt vời để đi chơi với bạn bè, còn bạn thì sao? Sau đó, họ bắt đầu lắp đặt thang máy cho các khách sạn trang trọng trên khắp thế giới. Đó là những cabin hoàn thiện, có thiết kế phong phú, ghế bọc nệm và gương trên tường, đôi khi còn có cả một chiếc đèn chùm nhỏ. Có một người điều khiển bắt buộc phải đóng cửa và cabin sẽ bắt đầu tăng tốc cực chậm. Nó vẫn thiên về phong cách hơn là tốc độ, nên tôi đoán mình sẽ chọn cầu thang.